đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 diễn ra trong bối cảnh nhà trường đang tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 từ năm 2010 đến năm 2015 và triển khai chiến lược phát triển Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Trong hoàn cảnh đó, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ lĩnh hội những chỉ đạo của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, của Đảng bộ nhà trường. Bên cạnh đó còn đề ra những giải pháp tích cực nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh của lực lượng thanh niên để tổ chức các phong trào hoạt động mang tính thiết thực, giúp thanh niên nâng cao được nhận thức về chính trị, ý thức về bản thân, sống có hoài bão, trách nhiệm với xã hội, nhằm góp phần vào thành công chung của phong trào thanh niên nhà trường nói riêng và thành phố nói chung. Trong công tác giáo dục, nhiều nội dung đã được các cấp đoàn tổ chức có hiệu quả và đi vào chiều sâu, tiêu biểu là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, điển hình là nhiều hoạt động đã đi vào lòng người. Các giải pháp hiệu quả trong và ngoài trường được học tập và phát huy rộng khắp trong toàn đoàn viên thanh niên. Công tác tuyên dương đã tạo động lực khuyến khích phấn đấu và rèn luyện cho thanh niên toàn trường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được cụ thể hóa thành nhiều hoạt động thu hút thanh niên như những đoạn phim Người thực Việt thực, những buổi giao lưu truyền thống đầy ý nghĩa, những chuyến đi thực tế, những bài học lịch sử tại ngay các địa chỉ đỏ di tích lịch sử. Phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên đã có những bước tiến vượt bậc. Tinh thần đam mê học hỏi của sinh viên trường được phát huy rõ nét, số lượng đề tài tham gia nghiên cứu ngày càng tăng, song song với sự đa dạng và đi vào chiều sâu chất lượng, số lượng đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học đã đạt được những giải thưởng lớn cấp trường, thành phố và quốc gia, giúp nâng tầm phong trào nghiên cứu và học tập của đoàn viên thanh niên lên một tầm cao mới. Phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục phát huy thế mạnh tinh thần tình nguyện của thanh niên, đề án đoàn thanh niên tham gia xây dựng xã hội học tập đã có những kết quả nổi bật, tạo tiền đề trở thành cuộc vận động riêng của thanh niên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình phổ cập Internet cho người cao tuổi, thanh niên công nhân, chương trình tặng sách giáo khoa và tập học cho trẻ em khó khăn, chương trình chia sẻ kiến thức, kỹ năng và thực hành xã hội và nhiều hoạt động khác đã và đang tiếp tục trở thành điểm nhấn đặc biệt của hoạt động đoàn trong thời gian tới. Để có thể cống hiến nhiều hơn cho xã hội, cho Tổ quốc, người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần phải học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để chính bản thân trưởng thành về tư tưởng chính trị. Trong nhiệm kỳ đã có 96 đảng viên là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đảng xem xét kết nạp. Đây là kết quả của sự nỗ lực rèn luyện của đoàn viên ưu tú và vai trò không nhỏ của các đoàn cơ sở trong việc tổ chức rèn luyện và bồi dưỡng. Hoạt động đoàn thêm nhanh chóng và gần gũi thanh niên hơn khi công tác tuyên truyền và truyền thông được đầu tư và phát triển. Đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp đã cho ra đời nhiều sản phẩm tuyên truyền trực quan sinh động và thu hút đoàn viên thanh niên. Sự bùng nổ của thế kỷ thông tin vừa là cơ hội vừa là thử thách cho công tác đoàn và phong trào thanh niên. Việc quản lý đoàn viên trực tuyến và hệ thống ghi nhận những thành tích nhanh chóng đã góp phần giảm bớt công tác khô cứng của hoạt động đoàn. Sau nhiệm kỳ thứ 8, công tác đoàn và phong trào thanh niên vẫn còn nhiều hạn chế cần phải nhìn nhận và tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể như tổ chức khảo sát định kỳ và liên tục đánh giá hiệu quả các hoạt động bên cạnh việc nắm bắt thông tin từ đoàn viên thanh niên, từ đó xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp và thu hút sinh viên hơn. Lấy tiêu chí người tham gia phải có hành động và kết quả cho từng cá nhân khi tham gia hoạt động, từ tinh thần đến giá trị kiến thức. Nhanh chóng hoàn chỉnh công nghệ thông tin hóa công tác đánh giá và tự đánh giá cho đoàn viên và các tổ chức đoàn, dùng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên và ghi nhận hoạt động của đoàn viên. Tiếp tục đầu tư mạnh cho công tác truyền thông, nhấn mạnh vào 3 thời điểm: trước khi chương trình diễn ra, trong khi chương trình diễn ra và sau khi chương trình diễn ra. Các hoạt động còn dồn nhiều ở cấp thành và cấp trường, các hoạt động cấp chi chưa được đầu tư nhiều, cần gói gọn 1 năm 2 đợt tổ chức hoạt động lớn cấp trường với mức đầu tư cao và hiệu quả để đoàn viên tham gia xứng tầm với cấp trường. Ủy viên ban chấp hành đoàn trường chủ động xuống tham gia và chỉ đạo tổ chức hoạt động cấp cơ sở. Xây dựng hệ thống quy hoạch hoạt động chuẩn dành cho sinh viên từ năm 1 đến năm 4 để thanh niên chủ động tham gia các hoạt động và không ỷ lại trông chờ. Kiên quyết xóa tên đoàn viên không hoạt động hiệu quả, kỷ luật cán bộ đoàn thiếu trách nhiệm công việc, một quý một lần tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình cán bộ đoàn các cấp. Nhiệm kỳ 2014-2017 là nhiệm kỳ có nhiều thách thức và cả cơ hội cho tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiệm kỳ đòi hỏi thanh niên phải giàu lòng yêu nước, được thể hiện qua tinh thần học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để tạo dựng một tập thể trí tuệ, biến tri thức thành sức mạnh bảo vệ đất nước trong an ninh, quốc phòng và tiêu cực xã hội. Nhiệm kỳ đòi hỏi thanh niên phải có lối sống văn minh, thể hiện qua hành động bảo vệ môi trường, rèn luyện bản thân về tác phong đúng giờ, sống có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Nhiệm kỳ đòi hỏi thanh niên phải năng động, sáng tạo, xung kích, thể hiện qua các hoạt động phát huy trí tuệ bản thân, cùng tham gia xây dựng xã hội học tập, xung kích tình nguyện bảo vệ người yếu thế, giúp đỡ người khó khăn.
Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Lời Bác dạy thanh niên sẽ vẫn còn vang mãi cùng non sông và trong tâm khảm của mỗi người. Một sứ mệnh không ngừng học tập kiến thức, lý tưởng, chính trị, văn hóa, đạo đức, lối sống. Một sứ mệnh biến tri thức thành sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc. Một sứ mệnh gìn giữ hòa bình, ổn định chính trị, an ninh xã hội để đất nước tiếp tục phát triển và phồn vinh. Một sứ mệnh mà thế hệ trẻ sẽ tiếp tục nối tiếp nhau để biến câu nói của Bác thành hiện thực. Đưa đất nước Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc trong Nam Châu, xây dựng Việt Nam thành một quốc gia phát triển bền vững từ những hành động nhỏ hôm nay và những lời quyết tâm cho mai sau.